Vừa qua tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 12 năm 2020 cho 43 điển hình thanh niên công nhân tiêu biểu. Đến tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành thành phố, ban thường vụ thành đoàn, lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp có gương được tuyên dương, cùng sự có mặt của hơn 500 đoàn viên thanh niên công nhân. Từ năm 2008, Ban Thường vụ Thành đoàn đã ban hành quy chế trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi qua 12 lần trao giải. Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi đã ghi nhận và biểu dương 334 thanh niên công nhân có thành tích nổi bật trong chuyên môn và đóng góp cho hoạt động xã hội. Năm 2020 ghi nhận những nỗ lực thi đua sôi nổi của lực lượng đoàn viên thanh niên công nhân, người lao động trẻ, Ban Thường vụ Thành đoàn đã xét chọn và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2020 cho 43 điển hình thanh niên công nhân tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Đây là những thanh niên công nhân có chuyên môn, đang công tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, trực tiếp sản xuất, thi công trong các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài nhà nước. Họ không chỉ tận tâm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, thời gian, chất lượng, yêu cầu công việc, mà còn là những nhân tố tham gia tích cực hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương đơn vị. Những sáng kiến cải tiến quy trình lao động sản xuất của thanh niên công nhân chính là thành quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của bản thân, của cộng đồng ngày càng tốt hơn, đem lại hiệu quả cho đơn vị, giúp hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với kết quả tốt nhất. Giải thưởng Nguyễn Trỗi là giải thưởng có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy các mấy anh em công nhân, tạo động lực cho anh em để phát triển và làm lên nhiều cái sáng kiến để phục vụ công tác cho xí nghiệp tôi được tốt hơn. Vinh dự đón nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi chính là động lực để các bạn thanh niên công nhân không ngừng học tập trong lao động sản xuất kinh doanh, để vận dụng sự sáng tạo vào trong lao động thực tiễn, qua đó góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiếp tục góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.